Đấy, trên đi ra, con không biến để mang ở đây đi. Đi. Xe của em cả huyện biết. Ừ. Hello anh em nhá, hello mọi người nhá. Anh em 35 Ninh Bình nào mà mất xe thì liên hệ anh nhá. Đây này, anh em đây mới vừa bắt được cái thằng em là nó đẩy xe đây anh em này. Nếu anh em nào mà có cái biển số này nhá thì liên hệ anh nhá. Đấy, liên hệ anh nhá. Đấy, 35K144123 nhá. Vừa mất ở Bắc Ninh trong này. Đây là chạy xuống đến người ta ăn trộm, chạy xuống đến chỗ sân vận động Yên Phong nhá. Lúc này ở đâu? Sân vận động. Anh sân vận động à? Anh cứ bảo ra sân vận động. Sân vận động Yên Phong, nhưng mà lúc này là gặp nó ngã tư Phú Mẫn. Là cứ Phú Mẫn á? Vâng. Thế là nó gần đây rồi. Thế kiểu ở đây nhá. Ok. Anh em nào ai mất xe thì bảo em nhá. Ai mất xe thì bảo em nhá. 35K1 này mùa 44123 này. Mất ở chỗ Phú Mẫn Yên Phong Bắc Ninh nhá anh em nhá. Đây là mấy anh em này hỗ trợ ra đây thì lấy được đây này. Mấy cô bé là cu em đây này. Đấy, thấy toàn anh em đây này. Đó, thấy chưa? Đấy, cu cháu đây nhưng mà nói chung là đấy. May có em đây này. Đấy thì ra đây thì anh em nào mà ai mà chủ nhân con xe này thì mang giấy tờ chứng minh ra lấy xe về nhá. Đấy. 35K144123 nhá. Thế này. Đấy anh em nhá. Đấy, xe con này là con lít nhỉ? Lít đây. Lít đây. Anh em nhá, lít này. Ok. Anh em Ninh Bình đâu nhờ chia sẻ nào, anh em chia sẻ nào, chia sẻ ai có biết con biển số xe này đang ở Phú Mẩn, Yên Phong, Bắc Ninh này. Ở Phú Mẩn nhá, Phú Mẩn. Nó chạy xe gì đấy? Nó theo con xe gì? Quay à? À không à, nó theo con quay à? Ok anh em nhá. Hôm nào ok anh ơi. Đấy, anh em vào chia sẻ đi. Thường Xuân chào bạn. Ok anh em nhá, anh em vào chia sẻ đi. Chia sẻ đi, còn ai có con xe này nhá, anh em họ hàng thân thiết này, mà con biển số này 35K144123 này, này nhá. À, đấy, à, gặp em này thì em nó vứt xe chạy nhá. Đấy, nay là muộn rồi. À, ok, bán máy cậu dâu luôn, này. Đấy, anh em nhá. Mấy là nó có súng đấy, có vẻ nó có súng đấy. Nó... Ừ. Đấy, ok. Hai thằng à? Một thằng đấy, một thằng đứng ngồi đúng không? Hình như là cháu nó ăn trộm trong làng mình như sao? Không nghiệp anh. Thế em thấy dưới công nghiệp à? Bọn em gặp từ đâu? Gặp từ chờ. Gặp ở khu mình đang đi từ lộ này. À. Nó đẩy qua một phát mạch luôn. À, thế đang khu nghiệp à? Đấy, anh em nhá, anh em nào mà có xe này nhá, ở Yên Phong này, trên ấp đồn Yên Phong này, Yên Trung, Yên Lãng này, Ngô Xá các kiểu này, thì đấy nhá. Đấy, ok anh em này, vụ gì đây? Đấy, anh em nào ai mất xe này thì liên hệ em nhá. Ai mất xe này nhá, 35K144123 này, mất thì liên hệ em này. Công an check chính chủ cho nhanh. Ok nhá, bây giờ không ai check ở đâu nhỉ, giờ đến muộn rồi. Đấy, có ai đấy thì không, nếu mà không đấy được thì em mang công an huyện nhá. Đấy, hỗ trợ cho anh em. Ok. Đấy, ok anh em nhá. Đấy. Ok. Anh em ơi, anh em chia sẻ nhá, chia sẻ video đi. Ok, 20 Thái Nguyên à. Ok anh nhá. Ok anh ơi. Anh bị cái thằng em anh đi đuổi. Đấy. Anh em ai mà mất cái xe này ở khu nghiệp Yên Phong nhá thì liên hệ em này lấy lại xe này. Mang theo giấy tờ xe này, chứng minh ra nhá, lấy xe về thôi. Đấy, có mấy thằng em thì đi đường thì nó chạy xong nó vứt xe nó chạy luôn này. Đấy. Ok. Anh em chia sẻ đi, anh em chia sẻ đi, chia sẻ đi. Anh Tuấn chưa về ngủ à? Chưa, anh đang đây đang đợi đây. Đấy. Đức ơi, về lấy cái điện thoại anh cái. Về lấy cái điện thoại đi. Chạy về nhà lấy cái. Ừ, cái lấy không lấy ở lấy cái Apple cũng được nhá. Thế à? Đúng rồi, ok. Đây này, ok anh em nhá. Anh em thả tim thả like chia sẻ nhá. Đây này có con xe này, anh em nào ai mà mất xe thì liên hệ em nhá để lấy lại xe này. Đấy con xe này. Đấy. Xe này 35K144123 này. À, gào tên em đây anh. Ok em ơi. 5059 thành phố Hồ Chí Minh. Ok anh em nhá. Đấy. Em tưởng 35 36 là gần nhau anh. Đúng rồi, 35 thì ở Ninh Bình, anh 36 mà. 36 con này đang mới ác nhỉ. Mới cứng luôn này nhỉ. Con này đời bao nhiêu nào? Coi đời con này nào. Con này là 25 tháng 5 2020 anh em nhá. Con này đời 2020 này. Xe này xe chắc xe con gái rồi. Biển đẹp ghê anh nhỉ, biển đẹp ghê đây. À, biển đẹp ghê đây. Biển 35K144123 này. Chưa ngủ đâu anh. Kim Sơn Ninh Bình à? Ok, anh ở chỗ nào? Anh ở 36 nhá.
Đấy, anh em nào chia sẻ đi, chia sẻ rộng rãi đi nhá, chia sẻ nhá. Ai mà ai mà mất xe này thì liên hệ em nhá. Nếu mà không được thì tí em mang cho công an huyện Yên Phong nhá. Còn nếu mà không đấy thì liên hệ cho công an huyện nhá. Đấy. Vĩnh bạn ra đây. Ok nhỉ. Đấy. Có anh em nào, có anh em nào họ hàng thân thiết này ở khu nghiệp Yên Phong nhá. Khu nghiệp Yên Phong các kiểu thì mà mất xe này nhá. Đấy, em vừa vào không biết có chuyện gì vậy. À, có con xe này người ta nhảy em ơi. Người ta nhảy xe này, anh đi đằng sau thì người ta vứt xe luôn, người ta chạy em à. Người ta vứt xe và chạy nhá. Chú tại mà mại gì. Ok. Đấy, ok anh em nhá. Đấy anh em chia sẻ đi, chia sẻ đi, chia sẻ đi, chia sẻ đi, chia sẻ cho chủ nhân may mắn tìm được xe này đi. Anh em chia sẻ cho anh em may mắn tìm được xe này nhá. Ai là chủ thì tìm được xe này. Đấy, ok. Con này là con lít nhá, 2020 này, đăng ký 20 tháng 5 2020 nhá. Biển đẹp luôn. Ok, 19 chào anh Tuấn. Ok anh em nhá. Anh em chia sẻ hộ em cái, chia sẻ đi. Có ai biết được không? Mở khóa lên đi anh. Mở khóa gì em ơi? Con này người ta đẩy em ơi. Con này người ta đẩy ấy. Con này người ta đẩy ấy. Con này người ta đẩy ấy. Người ta bọn trộm nó đẩy. Con này khóa smart key ấy nên là người ta đẩy không đẩy được đâu. Đấy. Trong này chắc là không có gì đâu. Có xe này chắc là không phải xe con gái, con trai gì anh em. Xe này chắc xe con trai. Xe con trai. Nhìn cái kiểu chắc không biết trai gái thì không biết. Đấy anh em nhé. Đấy. Thì người ta vứt xe người ta chạy anh em ạ. Đấy. Xe này thì người ta vứt xe người ta chạy nhá. Đấy hai thằng đẩy xe thì vứt xe chạy rồi. Bây giờ vứt lại xe này còn bây giờ không biết là chủ là ai. Nếu mà ai mà chủ đỏ thì hello anh em nhá. Đấy, ok. Anh em ok, anh em 99 Bắc Ninh chào anh Tuấn. Ok. Là ăn trộm mà rồi họ bỏ chạy anh Tuấn. Đúng rồi em ơi. Xe này là hai thằng ăn trộm sau đẩy xe xong rồi vứt xe chạy luôn em nhá. Đấy. Chắc thì nếu mà không ai anh em nào chia sẻ không được thì em mang vào công an huyện Yên Phong nhá. Mang vào huyện công an huyện Yên Phong. Xong rồi mai ai ra thì nhận lại xe nhá. Đấy, ok. Xe ăn cắp à? Xe ăn cắp em ơi, 35 Ninh Bình đây. Xe ăn cắp nhá. Xe này xe ăn cắp nhá. Đấy, con xe kia con VinFast kia vậy chắc là bọn ấy sao nó lúc giờ nó cứ đi. Không. VinFast mà. VinFast đi qua à? VinFast này em biết mà. À thế à? Ok, báo công an check biển. Ok, công an giờ đang ngủ hết rồi. Bây giờ qua anh em có lấy thì báo nhanh cho anh em thì nó nhanh hơn, nhanh gọn lẹ anh em lấy xe về. Chỉ cần mang giấy tờ xe chứng minh rồi lấy xe về thôi. Đấy. Ok, người tốt, việc tốt. Ok anh ơi, ở đâu thế anh? Đây đang ở khu công nghiệp Yên Phong Bắc Ninh nhá. Đẩy từ khu công nghiệp Yên Phong về đây nhá. Về đây là thị trấn chờ Yên Phong Bắc Ninh này. Ok, ngày nhỏ ở đâu Xuân Cẩm. Ok anh ơi. À, có về công an huyện thôi anh. Đấy rồi, đấy, coi có anh em nào chia sẻ đây. Có anh em nào chia sẻ nào, chia sẻ nào. Không có thì em mang về công an huyện nhá. Đấy, ok, anh em nhá. Nguyễn Tiến Thành, ok anh ơi. À, tìm biển số, ok, biển số đẹp mà anh nhỉ. Biển số con này cũng đẹp này. Đấy, biển số đẹp nhá. Ok. Đấy, con số này rất là đẹp anh nhỉ. À, ok anh em nhá. Anh em chia sẻ video đi. Chia sẻ nào. Đấy, coi ai mà chủ nhân của xe thì mang ra lấy xe về nhá. Kim Sơn Ninh Bình à. Vâng, đấy mà không được thì tí để em mang vào công an huyện thôi. Chứ còn bây giờ ở đây thì không ai lấy. Chủ xe không ai lấy, chắc người ta mất. Bây giờ người ta chưa chắc là biết là mất rồi anh em ạ. Chưa chắc là biết mất đấy. Chúc anh may mắn gặp chú. Ok, chú ngủ muộn vậy. Ok. Nó là người tỉnh mình. Đúng rồi. Như ví dụ như là bây giờ nó bọn mày biết nó đẩy từ đâu kia đỡ hơn. Khu nghiệp anh. Khu nghiệp Yên Phong luôn à? Hay Đồng Thọ Yên Phong Yên Đồng Thọ. Và nó đẩy quốc lộ 18 luôn à? Đẩy quốc lộ 18 luôn đúng không? Ở khu nghiệp về mẹ lúc nó đi làm nó đi con tơ cô ta định đuổi rồi thì đang em biết ấp đồ này. Ấp đồ đấy. Đấy. Chắc là khu nghiệp Samsung ấy, đúng không? Ok. À ơi, con xe này là con xe ăn trộm bây giờ. Có anh em nào ai chủ nhân của con xe này thì lấy xe về nhá. Ai chủ nhân của con xe này lấy xe về nhá. Có hết mạng à? Làm gì hết mạng sớm thế? Ok. Chuẩn nó đét Kim Sơn rồi. À có đó không để em ra không? Có anh ơi. Chắc xe công nhân thôi mà chưa chắc bây giờ đã biết anh em ạ. À. Bây giờ chưa chắc đã biết nhá. Hoặc là Bắc Linh về. Ừ đúng rồi, đi từ Bắc Linh về.
hoặc là trong cái khu Long Châu thì đấy, nói chung là khu công nghiệp thôi. Chứ khu công nghiệp thôi đúng không? Ok. Hả? Ok anh em nhá. Đấy. Ok anh em nhá. Đấy anh em ai mà mất xe thì là ai mà mất xe thì chia sẻ em cái nhá. Được rồi, cầm cái này cho anh để anh được rồi. Cầm cái này cho anh. Ok anh em nhé. Đây like bên này thì nó nhanh nhanh để view lên cho anh. Thôi ngủ đi. Đúng ngủ đi. Ok. Rồi rồi. Cả đội 98. Ok anh em nhá. Anh em 98 với xá bắt đầu ra. Đấy. Ô tô nào? Biết mạnh. Đây xe máy đây. Chạy rồi. Anh Toàn bắt được à? Đâu? Em tưởng anh bắt được. Thì anh làm sao bắt được? Quả này nó bắt được thì chạy vào. Ok anh em. Thế này như của anh Điệp ấy. Anh em chia sẻ nhá. Em lấy là xe đạp. Băng lô đạp. Chúng nó đạp. Anh em liên hệ như mất ở khu nghiệp Yên Phong Bắc Ninh nhá. Bắc Ninh gì đấy, hoặc khu nghiệp Samsung gì đấy anh em nhé. Đấy, đuổi mãi bắt được anh em à. Đây là người ta vứt lại xe đây. À, là hai bên ok anh ơi. Đấy, ok. Đấy anh em chia sẻ em nói đi em. Đấy, để cho nó khác. Đấy anh em chia sẻ nha. Bắt được thằng nhảy không anh ạ. À. Thì vứt lại xe nó chạy luôn anh nhá. Đấy, vứt lại xe chạy luôn này. Nó bắt đầu đi. Ok. Vứt lại xe chạy luôn. Đuổi rồi. Ok. Ok anh ơi. Biển 35 Ninh Bình nhá. 35 bị mất xe nhỉ? Xe chạy rồi, bây giờ còn mình xe thôi. Đấy, anh em chia sẻ rộng rãi đi. Ai mất xe thì mà coi được thì mà biết chuyện này thì sáng anh em xe nhà mang theo đăng ký xe mà chứng minh cho nhá. Đăng số tại mày bắt mạng là quay tuấn nhiều sức khỏe. Anh làm gì sao anh ok anh ơi. Ok anh em cảm ơn anh Hải thợ mộc nhá. Anh em công nhân nào mà ở khu công nghiệp bị mất xe thì liên hệ lại với anh Tuấn nhá, lấy lại xe anh em này. Đây. Đồn công an ngay sao không vào trình báo đi anh. Giờ này muộn rồi anh ạ. Công an thì giờ này đồn đóng cửa hết rồi anh ơi. Ủa gì đấy bác? Em biết cho một kính đạn. Mày đạn cao đấy, đạn hay mày đạn? Mày sợ đạn mới sao đi? Không nhìn thấy được à? Đầu lưng đúng rồi. Em 36 chào anh. Ok, em chào anh nhá. Sợ đạn người làm sao? Sợ đạn mua bốn trắng đúng không? Đạn vào bánh xe. Đạn xe nó đạn. Mày nhà mày thì mày mặt thường nha. Tao thì tao lên hết cái bọn Xuân Dương đi mẹ mày. Cho mẹ mày. Anh là bắt đầu đi làm. Mà đi ô tô cô ấy. Đang ở Bắc Ninh nhà anh. Vâng, đang ở Bắc Ninh anh ạ. Mấy em đang ở Bắc Ninh. Mày là anh đó. Trộm nhá. Trộm vứt lại xe đây. Còn lít nhá. 35K1441123 cục xe anh có 23 này. Thưa phá cục xe. Không được nữa thì mình mang vào trong sao cho công an giao thông luôn anh Tuấn. Ok anh. Đẹp anh em ạ, không được rồi thì mình mang vào công an nhé. Công an bạn chắc quá đâu. Gần anh. Anh mua đất ở vứt được không? Đất để đúng cửa. Sao xuống thế sao ai ra cơ? Ok. Ok. Chủ xe bây giờ có mà chắc đi báo rồi. Mang vô trong công an huyện em ạ. À, mang vô công an nhé. Bây giờ chỉ có anh mang vào thôi. Bọn em đấy được thì mang vào thôi, có gì đâu. Mang đi đâu anh? Mang vào vào thị trấn đi, vào công an thị trấn đi. Nhưng mà ngủ. Ngủ. Cơ động đâu? Cơ động gọi ai? Cơ động thì làm gì ấy, cơ động chẳng liên quan gì. Cơ động nó không nó không muốn liên quan đâu, đừng có gọi. Mang vào huyện này. Huyện. Mang vào thị trấn thôi. Ok, chỗ nào Bắc Ninh anh ơi, đang ở thị trấn chờ Yên Phong Bắc Ninh nhá. À, anh em Ninh Hiệp chào anh. Ok anh em nhá. À, đang ở thị trấn chờ Yên Phong Bắc Ninh nhá. Đấy, ok. Đấy, ok. Anh em nào vào thì đấy mang cho em nhá. Đấy, có anh em nào lấy xe thì liên hệ em lấy xe nhá. Còn không thì em mang vào công an huyện nhá anh em nhá. Ok. Ok anh em nhá. Vụ gì đấy anh ơi?
về mày về lấy cái túi sách cho anh cái Đức. Hay là xem cốp xe có cái gì không nhỉ? Mình xem làm sao được. Về về lấy cái túi sách cho anh. Sách trên ô tô anh hay là không, ở nhà. Ở nhà, ở trên trên chỗ phòng anh mà ở bên chỗ cái chân livestream của anh nhá. Đây. Trong phòng á. Ờ, đi đi. Ok anh em nhá. À, họ ghi cả biển số anh, ok. Chào chú Tuấn nhá, ok, chắc xe của công nhân Bi bị chung nó nhảy. Đúng rồi anh ơi, xe này xe của công nhân đấy nhá. Xe này thì là anh em ở nào ở khu vực như thành phố Bắc Ninh này hoặc là khu nghiệp Yên Phong Bắc Ninh nhá. Mà mất nhá thì liên hệ em, không liên hệ em thì anh em vào công an thị trấn chờ ở Yên Phong Bắc Ninh nhá. Em sẽ mang xe vào đấy để ông đấy nhá. Vẫn mang vào đồn, như vào đồn lại phải xác minh các bao giấy tờ mới được, ok anh ơi. Xuống khu nghiệp Tiên Sơn đi anh, ok, muộn thế vẫn đi anh. Vâng anh ơi, em vẫn xin cho anh em đây. Anh mang đi để cho anh em bọn cơ động nó lại tóm bắt đấy, ok anh ơi. Đấy, anh em nào ai mà quen cái biển này hoặc là chủ nhân của biển này thì về công an thì dẫn chờ Yên Phong Bắc Ninh lấy nhá. Ok. Cầm que khăn phát vào không có vành xe. Ok. Con xe này không bao mất lần thứ hai nữa. Ờ. Con này mất làm sao nữa. Ok anh em ơi. Đấy mọi người chia sẻ đi, mọi người chia sẻ đi ạ. Mọi người chia sẻ đi. Chào anh nhá. Ok, chào anh nhá. Anh em chia sẻ nhá, chia sẻ nhá, chia sẻ mạnh tay nhá. Ok. Loại như mình đã yêu đi 670 mình trước. À, anh Tuấn 36, ok anh em ơi, anh em chia sẻ đi, có ai lấy được không lấy để em mang qua công an huyện nhá. Mang qua công an thị trấn chờ nhá, thì mai chủ nhân thì mang giấy tờ cần thiết thì mang đấy nhá. Đấy, ok, chú vất vả, ok, chia sẻ nhóm khu công nghiệp để nhận hơn, ok. Anh em chia sẻ nhóm khu công nghiệp đi, khu công nghiệp Yên Phong Bắc Ninh này, ấp đồn này. Mình... À. Ok, nhìn giống xe... này ở Quế Võ anh ạ. Xe này thì anh em nào ở Quế Võ hoặc là ở Yên Phong này, đấy, ở Yên Phong này nhá. Đấy, đấy, xe này đẩy từ quốc lộ 18 anh em nhá. Xe này mới đời 2020 này. 2020 đây. Xe mới đẹp luôn. Ok, ôi 35 quê 36K nhá, biển đẹp luôn anh ạ. Đấy, biển biển đẹp luôn anh em ạ. Nhậu xong vứt xe luôn à chú. À không anh ơi, xe này bị nhảy anh nhá, bị nhảy nhá, trộm nhảy và đẩy xe đi vứt xe luôn giữa đường anh ạ. Đấy, trộm nhảy và vứt xe đi bị đẩy luôn, ok. Tuyệt vời quá, chúc anh sức khỏe. Nó đang ra trong bụi, sao anh lại lấy xe nó về, ok anh ơi. Anh lại đang thực hành à? Ok, đừng có thực hành nhá, chết đấy. Ok, chào anh Tuấn 36, ok. À, mang sang thị trấn chờ ngay, ok anh ơi, mang sang thị trấn chờ thôi anh ạ. Đấy, bây giờ mang thị trấn chờ thôi. Đấy, không không lấy được thì mang thị trấn chờ nhá. Một. Ok, mang thị trấn chờ thôi. Đấy, ok anh em nhá. À, ok. Ok anh em nhá. Đấy, nếu mà mai anh em nào lấy thì qua thì công an thị trấn chờ nhá. Tại bây giờ gửi xe ông đấy, nếu mà mất thì anh em cứ qua đấy thôi. Chứ bây giờ ngủ thì cũng phải kiểu phải dậy em ạ. À. Vì nước quên thân là vì dân phục vụ mà. Nên là không ngủ đâu. Ok. Về 18 thì chú ok. 35 Ninh Bình ok nhá. 36 ok. Anh em chia sẻ đi, chia sẻ có ai quen cái biển số này không nhá. Không quen thì để em cho em với màn à. Trộm bị anh Tuấn bắt à, ui mấy thằng em nó bắt, anh làm sao mà bắt được trộm em à. Tuấn về Yên Bái, alo anh, ok nhá. Vậy trước hết anh cứ chia sẻ hộ em ấy nhá. Anh Tuấn phò mã hôm nay vào thành phố Hồ Chí Minh đi làm đấy, ok. Bán cái máy cậu dâu, ok anh ơi. Đấy à, anh em chia sẻ đi. Anh em chia sẻ đi. Đi em ơi, thôi mang vô công an thị trấn để vứt trong đấy đi thôi em ạ. Chứ mọi người trên này không ai biết nhá. À, không ai biết thôi, mình mang vào công an thị trấn thì vứt trong đấy em ạ. Phải dậy chứ không dậy được. Hả? À, phải người dậy đi, ok. Không, em chết đấy. Mang về mình là bị tội ăn trộm chết đi em ạ. Giá về cái gì? Thôi. Mình thôi. Người anh là ai như thế này. Đúng vào không? Mấy trăm người xem. Ai đâu đang ở thị trấn rồi, ok anh ơi. Thì anh em nhá, thì mang vào công an thôi. Đấy, công an thị trấn 26, ok anh ơi.
Ok, ủng hộ anh Tuấn cái máy cậu dâu. Ok anh ơi. Đấy anh em à. Ok. Đấy con này đang còn mới lắm. Chắc là xe của con gái hay sao anh em nhá. Xe của con gái hay sao ấy. Ok. Đông lắm. Đến Phú Bẩn, đến chợ Phú Bẩn vứt à. Nếu mà không nhanh là nó sang bên kia là mất rồi. Ok, anh Tuấn hiện nào, anh ở Thường Xuân nhá. Chắc bọn này không phải Sơn Dương Vân Kỳ đâu. Phải. Không, bọn này Sóc Sơn. Sóc Sơn. Nhưng mà nó bảo ở Nội Bài, nó đẩy thẳng Nội Bài gì. Nó đẩy vào đây làm gì. Đúng không? Chắc có Sóc Sơn thôi. Sóc Sơn thôi. Chắc là nó về cầu Lò Lo, nhưng chắc có cái việc gì bắt đầu nó là không đi nữa, đúng không? Ok. Hôm nào qua vị trí bóng lớn. Ok anh ơi, anh em chia sẻ đi. Coi ai có cái xe này thì bảo em nhá. Thì đến công an thị trấn chờ Yên Phong Bắc Ninh lấy nhá. Đây. Đi em ơi, đẩy vô công an đi. Đi anh em ơi. Đi, đẩy được. Dậy, đi. Đẩy vô công an đi. Đi, đẩy vô công an đi. Đấy. Ok, đây gọi đi, em gọi công an đi. Anh gọi. Đây, đưa điện thoại anh cái, đưa điện thoại anh đấy anh cái nào. Đây, đẩy vô công an thị trấn đi. Đây. Không có chìa khóa đâu, đẩy vô công an thị trấn đi. À, cho nó chắc anh em ạ. Đẩy vô công an thị trấn ok nhá. Toàn các boy phố. Đấy, cũng có các boy phố mà mới tìm được xe đấy anh em ạ, không phải đấy đâu. Ok. Anh em đội nhóm lên đi. Đấy, ok anh em nhá. Ok anh em ạ. Đấy, thì hôm nay lại mình hỗ trợ cho đây. Anh em chia sẻ đi, chia sẻ nhá. Nếu mà ai mà mai mà chủ nhân của xe thì lên công an thị trấn chờ Yên Phong Bắc Ninh nhận lại xe nhá. Mang giấy tờ chứng minh lên nhá. Đấy. Kéo cửa ra. Có trực ban mà. Đây này, gọi số này em ơi. Có trực ban đây này, em gọi số trực ban này. Đây, số trực ban này. Đây, có ai có số á? Ai gọi chưa? Gọi chưa? Ở ra bây giờ gì? Ok anh em nhá. À thế à? Dí cứng à? Dích à? Dích à? Đấy, anh em nhá. Đấy, con biển 35K1 nhá. Đấy, 35K1 này, 44123 này. Đấy, đang ở thị trấn, công an thị trấn chờ rồi. Đấy, nếu anh em nào ai mà đấy nhá, xe này của dân Mọn Nghiêm Xá. Đó là dân Mọn Nghiêm Xá là như thế nào anh? Anh nói là như thế nào? Hôm qua tìm, nó đang bảo em. À thế à? Thằng nào ghim đấy, tao ghim bình luận lên đó. Dân Mọn Nghiêm Xá Trung Hiếu. À thế à? Trung Bình. À, vất vả cho anh thế. Ok anh ơi. Ok anh nhá. Đấy này. Con này là 36K1 nhá. 44123 này. Đấy. 44123 này. Đưa túi anh nhá. 36K nhá. 44123 nhá. Anh em Ninh Bình đâu à? Anh em Ninh Bình đâu hết rồi. Tháng mai chắc rồi, đâu mới mất với tìm ấy nhỉ. Nhưng mà chưa chắc là biết mất xe này. Chưa chắc là biết đấy. Chắc lấy trong trọ này. Làm sao biết bây giờ khéo đang ngủ ngon này anh em ạ. Ok. Ok thế là bác ở. Vâng anh ơi. Bảo anh Thuyên về đi vợ con chờ. Ok anh ơi. À, vất vả chạy xuống Quất Lâm đi anh. Ok anh ơi. Ok nhá. Chú. Ok. Đấy. Anh em nào mà mất xe thì liên hệ em nhé. Đấy, con xe này 35K1 44123 nhé. Nếu mai mất thì ra công an thị trấn chờ Yên Phong Bắc Ninh nhá. Nếu anh em mai gần thì ra công an chờ thì dẫn chờ Yên Phong Bắc Ninh nhá. Đấy anh em nhá. Đấy, ok anh em nhá. À, ok. À, 35 đi Bình, chào anh Tuấn. Ok anh em nhá. Đấy, 35 đi. Anh Thanh Hóa mà. Ok. À, ông Linh Bình chào Tuấn thế này. Ok anh em ơi. Đấy ok. Biển cũng đẹp. Biển đẹp luôn chứ sao lại cũng đẹp được anh.
biển đẹp luôn đấy chứ lại nhá. Đấy. Ok. Ok anh em nhá. Đấy. Còn anh em nào ai mà mất thì mai qua công an thị trấn chờ Yên Phong nhá. Mai qua công an thị trấn chờ Yên Phong. Đấy có các bác trực ca đây rồi. Đấy có bác trực ca đây rồi, lấy xe vào. Ở cứ bàn giao cho các anh ấy đi, rồi mai các anh ấy tự làm. Đấy. Đẩy vào đây. Đấy ok anh em nhá. Đấy. Ok anh nhá. Đấy là vào công an thị trấn rồi. Mai mà ông nào mà xe mất thì cứ về công an thị trấn chờ nhá. Yên Phong Bắc Ninh nhá. Ok anh em. Vào đây và mà phải lấy lời khai đấy. Mày bắt được ở đâu thì lấy lời khai. Đấy. Không lấy lời khai không được đâu. Ok. Xe chắc nó trộm ở trên khu nghiệp hay sao nhỉ? Chắc ở trên khu nghiệp ấy. Nó đang đẩy. Nó đang đẩy ấy. Nó đang đẩy sao thấy nó vứt luôn nó chạy. Trên khu nghiệp ấy. Nó đi đường 18 nó vứt ở Phú Mẫn mình ấy. Vứt ở Phú Mẫn ấy. Ok. À, ok nhá. Mất bao công trình. À thế hả? Ok. Mấy ông chia sẻ đi, chia sẻ video đi, mai ai mà lấy được thì bảo. Không lấy à? Không không, các chú nó không lập biên bản cho à? Không cần đâu. À có số hay gì? Mai có cần gì gọi mai gì? Ừ, thôi cố gắng thôi nhá. Thế là mấy anh em này giúp được là được là tốt rồi. Mai bảo chủ xe ra, bảo chủ xe ra cảm ơn nhá. Đấy các chú mai bảo chủ xe đây, anh chú hỗ trợ cho mấy trăm nhá, mấy bài đi uống trà sữa nhá, đừng uống rượu nhá. Chú cho này, đây. Mấy khi chú có cho à? Mấy khi chú có cho à? Chủ xe nó không cho à, chú cho à, có gì đâu. Chú kỷ niệm với mấy cậu dâu. Kỷ niệm cho cái đó. Nghe mình lấy cái gì? Thế nghe bọn này nhá. Đây này. Chú cho 500 nhá, mấy thằng hỗ trợ cho mấy thằng. Đây, thằng nào lúc nãy đi thì cho mấy thằng thì này cầm lấy. Cầm lấy, chú cho 500 nhá. Thế là sau mà cứ làm việc có ích là được nhá. Nhớ chưa? Ok. Em về đây anh ơi. Về đi. Về đi nhá. À, điện thoại mày này. Thôi, về nhá. Đấy, thôi đi về đi. Thế là, như vậy mai mà đội kia lên mà không cảm ơn thì kêu chú ra chú lại dẫn đi nhậu nhá. Được chưa? Ok. Rồi, về đi. Về nhá, về đi. Ok, về đi. Ok. Ok. Hả? Ok, đi về đi. Ờ về nhá. Ok. Mà dậy đi làm trong một okay. Chân tay luôn ạ. Ok. Đi. Thế là xong anh em nha, hoàn thành nha.